anh em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta lên đường. Ok nha. Tắt đèn á. Thôi tắt đèn làm gì? Tôi đang chơi một con game mà một câu chuyện có thật tại Hà Nội, chứng tỏ bản lĩnh người đàn phát ông bằng cách không hét nên hạ anh mặt cười. Studio và anh em trong team đột studio, nhà sản xuất rồ đúc sơ đột trực tiếp game shop, sao tự nhiên ra cái bản này vậy? Kịch bản Spider-Man, hello Speed Winter 500 Center Border. Ủa cái này là chê chưa? Ủa là chê chưa? Bắt đầu nha. Hôm bữa là tôi chê demo cái cô khúc kia tôi biết rồi đúng không? Thôi tao bật đèn đi em ơi. Không bật đèn mà không thấy mặt tôi. Sao mình lại ở ngoài này? Sao tao biết được? Sao anh biết được? Sao ở trong đây vậy? Chắc là em đi giặt đồ xong rồi em té đây hay sao á. Trời ơi, tự nhiên mới vô hỏi sao em nằm ngoài này, sao anh biết được? Khúc này là tôi chơi rồi, cảm ơn Thành Vinh. Mình qua đây là có hai cái hòm ở đây đúng không? Khúc này Khoa chơi rồi. Chắc chắn là mình phải qua đây, mình lấy cái chìa khóa mình mở cửa bên nhà bên kia. Mà đéo gì, mở cửa bên đây nè. Chim ơi, mày sợ vãi thề. Mở cửa được hay sao á? Vẫn chưa mở cửa được. Ly ở đâu bể nhờ? À là... chấm hỏi. Có quả đen là có điềm. Theo như tôi biết ở miền Tây là khi mà có quả đen là có điềm xấu. Chết mẹ rồi. Quả nó cầm chìa khóa ra. Mày đưa chìa khóa đây mày. Đưa chìa khóa ra đâu? Cô mẹ mày tới công chuyện thật mấy ní ơi. Không sao, sao. Qua được. Bắt đầu vô form nè. Cầm chìa
cắm lại gần, điện áp cao nguy hiểm giết người. Thuê nhà ngách 41-3 đường Trần Duy Hưng. Ờ đúng rồi, đường Trần Duy Hưng đúng. Ờ đúng là ngõ này rồi. Đúng mà anh Dũng, đúng là ngõ này. Cứ tưởng không tìm được cơ. Ừ khó quá. Mấy lần em qua Trần Duy Hưng là em qua cái tổ Vincom Trần Duy Hưng không à. Nó nãy em ghé là người ta chỉ vô Vincom Trần Duy Hưng chứ tự nhiên chỗ đó nó ok lắm mà giờ qua đây là nó có hù người ta. Mở mắt ra mà chơi ní ơi. À chiếc vết ba cổ à. Về xứa. Tìm nhà số nhà trọ số 4 đúng không? Ai mua ngô đường nào? Không mua đường chị ơi. Nhà số 4. Phát thanh từ thủ đô. Nhà số 4. Số này phải số 4 không ta? Số 4 đây đúng không? Số 4 đây đúng không mấy đi? Được cho nhà ai bây giờ này không gõ mõm nó vô. Rồi nó sủa giật mình thật chứ. À số 4 đây à. Này nó mờ nữa không phải số 4 mới đi rồi. mà game này sao lắm. Từ từ nha tôi phá đảo được. Tôi phá đảo được. Đây là ngõ cùng rồi. Thế là nhà số 4 là cái nhà đâu trên đây nè. À hoặc ở đây là có cái ngõ là mình phải vô. Cáp quang FPT. Lắp đặt internet. Cáp quang truyền hình, cáp quang quan sát. Thôi đừng lắp mặt này bằng... Tìm nhà số 4. Sao nãy giờ số điện thoại Việt Nam ngõ 19. Cái nhà số 4 là cái nhà nào tôi... Nhà số 4 mà đéo thấy nhà số 4 nè. Mà hình như ở đây là nhà nào cũng số 4 đúng không mấy ông? Nhà nào cũng số 4 hay sao ấy chứ. Cắt tóc. Chắc chắn, từ từ nhé, cho Khoa đi ra lại ngõ vào đây coi. Thế này nhà số 4 ở trong đây rồi. Số 4, bình thường nếu mà đi thuê nhà hoặc là đi mua nhà là người ta sẽ né ra những cái nhà mà số 4 và số 13. Tại vì số 4 với số 13 là những cái số xấu. Chắc chắn là nhà số 4 này là có ma nữ. Mà đặc biệt là xinh. Im lại, ta đang đi tìm nhà. À bọn quát con này, lại nghịch rồi. Ai mua ngô đường nào? Trời ơi, trên game vậy thôi chứ ngoài đời là con mày à, cái thằng nôn con này ai giờ. Bố mày là phá cho bây giờ. Chẳng qua là trên game nó phải lịch sử. Cháu ơi, à, cháu nhà thuộc bác lên món đồ với. Bác là bác, cái là ba, bác là bà nội của con vậy. Làm đó cái tự ra nhặt đi chứ. Trời ơi, hàng xóm tưởng đâu bà nội không à. Giết là giống lắm mà đó. Nước rửa bát mỹ hảo. Rồi nước rửa bát thông dụng, mùi thơm ghẻ. Chai rửa bát còn một nửa. Xây dòng thử coi. À, tôi biết tôi thấy giống lắm rồi đó. Hàng xóm tưởng bà nội không à. Nhạc. 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 Nhạc hết mấy này đúng không? Rồi sao nữa cô? Rồi sao nữa? Đặt đúng vị trí nè. Đấy anh đang nhìn nó bảo là đặt đúng vị trí này. Hồng đồ. Hiện là hồng đồ ấy mà. Cái xô trước à. À cái xô để đây để nước nó chảy vô. Ôi, à mày bôi sao mày ngu dữ vậy. Còn mắc cái gì mà bà đứng ở trong đó bà không ra. Bà lấy cái xô bà đặt vô mình túi. Cái cửa này mở ra hay là bà cho bà mập quá đúng không. Bà ra đây bà đặt giùm tôi có phải mọi chuyện nó ok la không. Dời ơi. Xong rồi sau đó là để cái nước rửa chén vô. Ở đây chắc là để cái đồ hút gác. Má tự nhiên thông minh đột xuất trời. Tự nhiên thông minh luôn á. Trong đây à. Trong đây chắc chắn là nếu mà cái xô trong đây mình phải để cái nồi lẻ đi. Không đúng. Thế từ từ. Mình để cái này đi. Không được luôn. Thế mình để chai xà bông vô đi. Ai mua ngô đường nào. Không được luôn.
Tế hiểu sao má bây giờ mới được anh em, mà bây giờ cái nút ép tôi nó mới nghe. Xong là nếu mà để cái khăn này rồi thì mình phải để thêm cái này. Từ từ nhá. Đây. Ôi đỉnh. Đây. Xong rồi đó cô. Mới có nhặt đồ dùm bà hàng xóm. Cảm ơn cháu nhé. Quý hóa quá. Thì cháu đi đâu qua đây đấy? À, đi kiếm nhà người thân tôi. Dạ không có gì bác ạ. Cháu đang đi tìm nhà trọ ạ. Vậy hả? Thế cháu tìm nhà nào? Dạ cháu đang tìm nhà số 4 mà mãi không tìm ra bác ạ. Bác có biết nhà số 4 ở đâu không ạ? Sao? Nhà số 4? Cháu có chắc không đấy? Chắc chắn là như thế rồi nhà số. Dạ đúng rồi bác ơi. Nhưng có chuyện gì hả bác? Cháu ơi, nhà đó có ma ám đấy. Cháu phải cẩn thận. Bác nghe nói nhà đó ngày trước không có, có nhiều người chết lắm. Không đó đâu cô ơi. Con nói với cô nè, bây giờ á Hà Nội á, người thì đông đất thì chật, người ta cạnh tranh bẩn thôi. Chắc chắn là cái nhà đó anh chị em với nhau là ba mẹ mất rồi, xong rồi để lại cái tài sản của cái nhà, xong rồi tranh chấp bẩn thôi. Người ta đồn thổi lên là ở nhà có ma vậy, xong rồi không bán được. Tin con đi. Trời ơi, làm gì có cạnh tranh bẩn á. Cháu nhớ cẩn thận nhé. Nhà số 4 ở chỗ cánh cửa sắt ngay sau lưng cháu đấy. Sau lưng cháu à? Kiểm tra cánh cửa sắt. Đâu? À đây 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 đây. Ui vãi lìn nhờ. Anh gì ơi? Ơi, anh đây. Em ở trên này này. À, anh đây, sao vậy? Em vừa gọi anh à? Có chuyện gì vậy em? Anh tìm nhà số 4 phải không? Anh muốn thuê trọ ở nhà đó à? Đúng rồi. Ừ đúng rồi em. Nhưng có chuyện gì vậy? Chị gái thuê trọ ở nhà đó tháng trước vừa mới đi viện đấy anh. Trời ơi, chắc là kiểu là sinh viên tới nhà xong rồi đi làm, không ăn uống rồi tụ huyết áp rồi đi bệnh viện có gì đâu. Chuyện bình thường, sinh lão bệnh tử, đúng không? Mà thường là nhân viên sinh viên rồi lên đây thuê trọ, xong rồi đi làm không ăn uống gì hết trơn á, bị bệnh đấy mà. Hả? Tại sao vậy em? Em nghe nói chị ấy bị sốc vì chuyện gì đó nặng lắm, đến nỗi phải điều trị lâu dài trong viện tâm thần. Anh cẩn thận đấy nhá. Ừ, cảm ơn em. Anh nhớ rồi. Ừ, cảm ơn em nhá. Cháu ơi, cháu đồng béo. Tối rồi cháu chưa ngủ. Em đang vẽ gì vậy bé? Không trả lời à? Cháu Tùng béo này kiểu hung hăng đấy nhờ. Cháu Tùng này kiểu ngỗ nghịch lắm này. Chảnh. Không ra được.
nước đang dâng lên, chết mẹ rồi. Này tôi phải đi lên tầng đúng không? Nếu mà nước... Chọn số. Số mấy à? Một chín chín. Còn 2, 3, 4 nữa lên. 4444 à ơi. 1 2 3. Suy nghĩ đơn giản thôi anh em à. Đúng không? Chắc mẹ đéo đúng rồi. Từ. Chắc chắn là đâu đây? Chắc chắn là đâu đây nó có số. Phải nghĩ số chứ. Bánh bao ngon. Chắc chắn ở đâu đây phải có số chứ mấy ông. 37 gì đây? 372. 8 à? 3728 à? Đúng không? 3 này, 7 này, 2 này. 8. Đúng không? Thử nha. 3 này. Trời ơi. Oh mẹ, mày giật mình vãi thề. Từ từ nhá, tự nhiên cho mình có quan tài ở đây. Xong rồi mình kiếm cái mã số này đâu ra trời. Từ từ nhá, cho tôi hỏi ngu cái là nếu mà chọn hộp này phải gợi ý cho mình cái gì chứ. Đúng không? Nếu mà cho mình giải mã như thế này là phải gợi ý. Phải gợi ý cho mình cái gì chứ. 37 à? 3725. 3725. Ôi, 3725, 3725. Nhanh nhanh vô. Tốc độ. Ê ơi, bố ơi đừng có gục. Cô ba à bố ơi. Chết bây giờ đây rồi. Enter. Sao không được vậy? Được chưa? Sao tôi ra nhìn ra số 5 nhờ? Sao tôi nhìn ra 2 năm nhờ? Hồi cái khúc này là cái khúc trên lầu nè. Khúc này là cái khúc trên lầu. Mày tính vậy cho mày hỏi là tôi đang ở đâu rồi đúng không? Mẹ mày quen lắm. Nè mày đã hỏi rồi mày đang ở đâu? Tao không biết được, mày phải đi hỏi anh Dũng chứ mày đang đâu tao... À bây giờ là vô rồi, mình vô cái nhà số 4 rồi mấy ní. Mình vô rồi nè. Trời ơi nhà nào ăn ở dơ dữ trời. Mà cái bếp này chắc là phải 2 năm mà chưa rửa nhờ. Mở cửa được, không mở được. Nhà Mai.
nhà thiết kế Pilo, may đồ Âu phục vụ nam nữ. Số điện thoại 0907 0700 103 Nam Từ Liêm, Ba Đình, Hà Nội. Ui, vậy không được, không mở được anh em à. Về xưa không mở được mấy đứa rồi. Con gì đây? Búp bê à? Búp bê gãy đầu. Tìm đường vào nhà. Ok. Một con tò he. Cái này gọi là con tò he. Tìm đường vào nhà. Từ từ. Rồi. Má ông này chắc chắn là ông say xỉn nè. Hàng xóm điểu nè. Xỉn xong về báo nè. Đái bậy luôn rồi. Chắc chắn ông này biết. Chú ơi chú. Anh Dũng ơi, cái này là em không đồng ý nha. Tại vì đang đi ngang thôi, cũng không làm gì cũng hù luôn. Bà mẹ nó hên là trái tim em tốt không, rớt trái tim ngoài. Chỗ này là chưa ưng nè. Anh Dũng ơi. Bác ơi, cho cháu hỏi. Đúng rồi. Ảo ma Canada đó nhờ. Phải tìm cái chìa khóa. Chìa khóa chắc chắn là cất ở đâu đây? Một là cất ở trên bếp, hai là cất ở đây, ba là ở đây. Nếu mà không có ở đây thì chắc chắn là nó sẽ cuối phòng. Tìm đường vào nhà. Thế là mình tìm một cái chìa khóa. Mình vô cái nhà Vũ Dung này. Chìa khóa đâu ai? Hắn không dẫn mặt nghe chưa? Chìa khóa đâu? Không có chìa khóa luôn. Thế tôi phải gọi cái anh em nào biết số mà của cái anh gì mà thợ mở khóa mày hay làm trên top top không? Chuyên mở các loại khóa luôn, khóa nào mở cũng được hết. Anh em có cái gì mở trên Cao Bằng luôn á anh em. Ở trên Cao Bằng luôn á em, anh em. À, Kỳ Anh á. Nên cho tôi xin cái anh Tư cho Kỳ Anh qua mở giùm tôi cái ổ khóa cái nha. Không, nếu mà để cái bếp ga ở đây á, không tập trung chơi không sao. Này, nếu mà bể cái bếp ga ở đây chắc chắn là cái chìa khóa nó nằm đâu đây mà bây giờ chưa mở được, hay mà mở bằng dao ta. Mà hồi nãy ông chú ông đứng ông tiểu ngay đứng ông tiểu ngay đây thì mà nó gớt ở đâu ta. Từ từ nhá. Nhưng mà chắc chắn là cái bếp ở đây thì không lẽ mở bằng dao nhờ. Ủa? Cô kêu chú dĩ nhiên cô xuất hiện là như thế nào nhờ? À, thế là đéo có một cái chìa khóa nào hết. Mẹ. Mình chỉ cần rung rung một chút xíu thôi. Phòng của anh Dũng. Ui, làm mơ. Amen. Má, tự nhiên từ khi mà qua cái phòng trọ mới sao tự nhiên gặp ác mộng không hết ta? Không có đâu, ma là làm gì có trên đời. Chắc là má hôm qua mình làm việc mệt mỏi, xong rồi mình yếu trong người, mình ngủ mình làm mơ linh tinh thôi chứ. Không có ma trên đời đâu. Qua chắc mình làm việc nó căng thẳng quá. Mình chim từ 6:40 cho đến má 5 sáng ngày hôm sau. Thiếu ngủ ơi. Nhờ. Thiếu ngủ, ngủ ơi. Phòng của anh Dũng. Ngồi vô máy tính của anh Dũng luôn coi. Hai, xin chào các bạn. Cái gì đây? Căn cước công dân. Đỗ Thế Dũng. 11. Từ từ nha, mấy cái số này là quan trọng nè. Mấy cái số này chắc chắn là tí nữa là nó có giải mã gì nè. Anh em nhớ lại em tôi. Nhớ lại mấy con cuối anh Dũng là sinh ngày 11 tháng 10 1994 á. Cái gì? Anh Dũng sinh năm 94 á. Hay là tại vì làm game mà. Không. Từ từ. Mình chơi mình thêm mấy công nghệ mà.
Vào Vào phone. Đấy, tí có gì xem lại. Ôi, so biết thì phone hết nè. Phát, chắc này chắc chắn là phát luôn. Theo tôi biết là anh Dũng sinh năm 96 cơ. Đọc đi, lấy tờ giấy coi. Con yêu, con chuyển nhà mới thế nào rồi, sức khỏe? Con yêu, sức khỏe vẫn ổn định chứ con. Lâu rồi thấy con biên thư. Không, bây giờ cái thời đại của con là con xài Gmail không à. Mail của bố là gì để con gửi mail cho. Bố con sốt ruột lắm đấy. Ở nhà mọi chuyện vẫn ổn. Hôm trước cô Trang qua nhà ướm hỏi làm thông gia với nhà mình đấy. Không cô, không ba ơi. Tại vì con làm cái nghề này á, là con hứa là con FA với anh em kênh chắc cả đời. Khi nào mà anh em FA là có vợ, con mới có vợ. Cứ hỏi gì hết trơn á. Nha. Con cũng phải tính dần chuyện gia đình đi chứ. Nhân tiện tháng sau là ngày giỗ chú Long con. Nếu rảnh con nhớ về. Mẹ phải ngày 15 tháng 9 năm 2022. Con yêu. Ok, đóng cái này. Còn gì nữa không ta? Alo, alo. Chắn là hết rồi. Ai ai lại gọi giờ này á nhờ. Mấy à, mà chắc là mấy cái thằng. Chắc là mấy cái thằng má mày quăng cái số tôi lên trên mạng xong cò đất người ta gọi nè. Alo. Alo. Ơi. Alo, là Thế Anh đây. Mày ngủ chưa? Tao vừa ngủ được một tí thì lại gặp ác mộng. Vẫn giấc mơ kỳ lạ mà tuần vừa rồi mày mơ thấy liên tục đấy á. Đúng. Tao đã bảo mày đừng thuê nhà trọ ở đó mà không nghe. Mày có thiếu tiền đâu mà chui với chỗ sập sệ như thế nhỉ? Nhưng mà quan trọng là tao muốn tao ở, tao trải nghiệm. Mày hiểu không? Ê, bây giờ người ta bảo là tao nhiều khi là mày biết là nhà trọ ở Hà Nội càng ngày là càng đông người kinh doanh. Đó, người ta cạnh tranh bẩn thôi chứ nhà này làm gì có ma. Tin tao. Không có ma. Tao cũng chẳng biết ai xui khiến mình nữa. Thôi được rồi, nghe này. Tao đã tìm được thông tin về căn nhà mà mày đang thuê rồi đấy. Thật à? Có đúng như lừa đồn không mày? Dễ gì có. Đúng là cách đây 20 năm, toàn bộ 3 người trong nhà đấy đã chết một cách rất là bí ẩn đấy. Trời ơi. Hôm nay từng gây xôn xao một thời gian dài. Xôn xao cái gì? Mày đọc báo Mương 14, game ca cái thứ rồi viết vớ vẩn. Viết kiểu ấy lên cho người ta đọc, tao bấm như tao đọc. Theo như tao tìm hiểu là cái ngôi nhà này chết 3 người là do bệnh tật người ta chết. Làm gì có cái chuyện mà chết cách bí ẩn được. Không. Làm như trên đời không có công an sao chết người ta điều tra hết nè. Viết vớ vẩn thôi. Vậy sao? Cô không tin tao đấy à? Người ta còn đồn thổi là sự cố 20 năm trước liên quan đến một cái hiện tượng gọi là thần trùng đấy. Thần trùng? Cái trùng tang à? Thần trùng là cái gì? Nói ra thì dài lắm. Thôi giờ tao sẽ phách sang cái tài liệu mà tao tìm kiếm được trên mạng cho mày nhá. Ok, mày gửi mail cho tao đi. Gửi tao đi. Nhớ đọc kỹ rồi mà sớm mà chuyển đi nơi khác đi. Tao thấy nơi này không ổn đâu. Mở máy tính lên mấy ông ơi. Mày nhanh thế nhờ. An ninh Hà Nội, cái chết bí ẩn của một gia đình. Cơ quan công an đang điều tích cực điều tra việc gia đình ông BV đột ngột qua đời ngày 11 tháng 5 1994. Được biết vụ này đang gây xáo động cho người dân thành phố, đồng thời gây ra nhiều tin đồn thất thiệt mê tín dị đoan. Theo thông tin điều tra ban đầu, nguyên nhân cái chết của ba người trong một gia đình có nhiều điểm khó giải thích. Tuy nhiên khám nghiệm hiện trường không thấy có dấu hiệu xô xát tài sản, trong nhà cũng không bị mất nên nhiều khả năng đây là một vụ án hình sự thông thường. Cơ quan công an từ chối tiết lộ thêm về vụ án và cho hay thi thể đã được khám nghiệm xong để trả về cho gia đình thực hiện tang lễ. Như đã đưa tin, gia đình ông BV sở hữu cửa hàng thời trang khá lớn tại khu vực quận Ba Đình, Nam Từ Liêm. Tuy nhiên, thời gian qua việc kinh doanh có nhiều bất lợi do ông hay chọc kênh chat FA. Không, nhầm. Do bất lợi do đang bị điều tra về nguồn gốc hàng hóa. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về vụ việc này trong những số sau. Ở gia đình này bị chết một cách bí ẩn thế nè. BV. Thần trùng là gì? Theo nhân gian, thần trùng là một con quỷ gây ra hiện tượng trùng tang. Nó đội lớp một con chim mỏ đỏ. Con chim này chuyên đi canh để hành hạ người mất vào ngày trùng.
giờ trùng hoặc đi bắt những người thân của người mất. Một số, từ từ đọc bên đây cho dễ. Một số nơi lại quan niệm thần trùng là một vị thần bí ẩn, chuyên đi tra khảo những người mất để họ khai ra họ tên người thân tử đó, thần sẽ bắt họ đi. Trùng tang là gì? Trùng tang hay còn gọi là chết trùng, được hiểu là một hiện tượng khi có một người thân trong gia đình vừa mất đột ngột do bệnh tật hay tai nạn, và chỉ trong một thời gian ngắn sau đó thì người thân khác trong gia đình lại mất tiếp với những nguyên nhân rất đột ngột, với những cái chết sau là gây ra sự thật chán ghét người mất trước. Trùng tang còn được mọi người truyền miệng là hiện tượng của người mất vào giờ xấu, không thể đi siêu thoát được. Mọi người còn đồn nhau rằng gia đình nào trùng tang thì chỉ có cách đi nhờ cậy các thầy pháp cao tay mới hóa giải được hề huyền. Chúa ơi, tự nhiên khúc này má mà tôi nổi da gà mấy ông à. Hiểu rồi đó. Dạ xua, nói chung là trùng tang nó là như thế. Rồi sao nữa? Hóa giải. Mình cần lên mạng để tìm hiểu về ngôi nhà này. Đúng. Lên mạng tìm hiểu về ngôi nhà này xíu xíu đi Khoa. Mẹ mày, mạng ba chữ này cay phái liền. Hiểu ấy à, đang định lên tìm hiểu mà vậy là thua rồi. Mà anh em biết là sinh viên nghèo làm gì có tiền đăng ký 3G, đúng không? Hiểu. Nhà kế bên à? Hay là tại căn phòng này đúng không ta? Mà sao mấy hôm nay là tôi ngủ, từ khi mà tôi chuyển qua cái phòng trọ mới này, tôi ngủ là liên tiếp tôi cứ làm mơ, tôi thấy những cái cơn ác mộng. Mà theo như người ta bảo là sấm to vãi và xuống. Đi toilet coi. Bà mẹ nó, tự nhiên giờ này mất tiểu ta. Mà tôi rất không hài lòng về cái toilet ở chỗ nhà trọ này. Tại vì toilet sinh hoạt chung á, người ta đi bừa lắm. Đó, có hôm mà có người ỉa còn chưa dội nước. Hóa ra điều tra là do là cái chung cư này á, nhà trọ này người ta chưa đóng tiền nước cho bên nước sạch Hà Nội. Nên là hôm đấy là cái cô hàng xóm, cô ỉa xong cũng chưa dội nước, thì bà mẹ đó, tôi vô tôi đi tiểu thì đấm vào mặt tôi là nguyên cục cứt to đùng. Sợ phải. Mà thối nữa chứ. Kiểm tra ngoài hành lang. Kiểm tra modem ngoài hành lang. Modem là cục mạng à. Cục mạng. À đây. Đã reset. Reset mạng. Đúng. Sao mình không đi nhanh được vậy ta? À chắc hôm qua là thứ ba tôi đi đá bóng cùng với anh em trong team. Không là bị anh Khôi kiểu là vào một khỏa sắc sơ ra mốt vào hai chân. Là hơi đau chân anh em ạ. Á đù má, gì hết rồi mà vẫn chưa có mạng ta. Chắc đưa chưa đóng tiền mạng hay sao ấy nhờ. Chưa đóng tiền mạng hay sao vậy? Kiểm tra modem lại lần nữa. Mà anh em biết là tại vì tôi lắp cái modem ở ngoài đây á, là lắp ở đây là cho cả một cái khu tầng dưới tầng trên đều xài với nhau, tại vì xài một cái mạng chung. Lẽ vậy. Mèo hoang đấy. Đó là dấu hiệu của mèo hoang. Này chắc là cá mập cắn cáp rồi. Này mèo cắn cáp đấy chứ. Đi vệ sinh. Đi mắc tiểu quá anh em ơi. Đi vệ sinh cái nhờ. Mà thường con trai anh em mình là đi vệ sinh hay rúng mình. Pino. Sao đái toàn ra máu không vậy? Quay! Sao vậy? Vụ gì? Tôi thề là cái game này nó hù không á. Sợ vãi liền đi. Rồi lúc này là tại sao mày nằm ở đây đúng không?
Tao cũng đéo biết tại sao tao nằm ở đây. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao tao nằm ở đây? À, máu nhiều đấy. Chắc là tao bị chỉ, tôi bị chỉ xong tôi mới ỉa xong là nó đứt cái búi chỉ ra là máu nó hơi nhiều thôi chứ không có ma đâu. Tôi bị chỉ anh em à, theo như anh em chưa biết là tôi bị chỉ mà chỉ lâu năm, chỉ nội luôn, chỉ ngoại chứ, nè ỉa xong là nó bung chỉ đó, máu hơi nhiều thôi. À, giờ mình phải đi về. Có ai ở nhà không? Ai gõ cửa giùm mới nhờ. Có điện thoại, giờ ai còn gọi nữa vậy trời. Alo, mày gọi đúng lúc quá. Tao vừa mới gặp ma xong đấy. Sợ quá mày ơi. Mẹ ơi, tao vừa đi tiểu cho tao quay lại thấy hấp số biếu cho buồn. Tóc màu đen. Alo, thế anh à, có nghe thấy tao nói gì không? Alo. Không nghe gì vậy? Nghe này, tao vừa tìm kiếm được thông tin về cái đêm mà ba người trong gia đình này qua đời. Hóa ra quay lại như thế nào? Quay! Quay! Alo? Mày nói gì tao không nghe rõ? Quay. Alo? Quay! Alo? Bà mẹ đó. Tao tưởng là nó chỉ có lúc trong phim mà nói những cái điều quan trọng nhất mà không nói được, nó chỉ nằm trong phim thôi chứ. Mà tao không tin là nó có đời thật luôn á. Quải con cặc kìa chứ. À, hóa ra là ở ngoài đời thật thì có thật người ta mới làm phim. Ê giời. Chết tiệt thật. Sao lại mất sóng lúc này cơ chứ? Đúng lúc thế nhờ. Ra khỏi căn nhà này. Ngày mai kia bà cô chủ nhà trả lại căn nhà thôi anh em ơi. Mà không chạy nhanh được chứ. Khúc này hù nè. Rồi ra rồi mà. Ra rồi mà. Ra rồi căn nhà này rồi. Không mà quay lại nữa à. Vậy là Phật. Trời ơi, có Phật ở đây mà thật không ai phù hộ cho con hay sao? Cái nhà này nó nặng quá. Trời ơi, có hình Phật ở đây mà nãy giờ Phật không che chở cho con gì hết. Trời ơi, hù con muốn bệnh luôn. Bà mẹ đó. Nhà trọ này bắt đi. Không sao. Chắc vào đây tắm hay sao nhỉ? Ra khỏi căn nhà này. Đây bây giờ đi đây, đi lên hay đi xuống ta? Đi xuống đi. Ai đó? Đêm ngổn ngủ đi cười gì nữa, trời ơi. Đêm mình ta ngủ đi. Gì dễ dàng dữ vậy? Phá đảo rồi hả? Ơi, so easy. Ai mài dao đấy? Giờ này còn nấu cơm nữa ta. Từ từ nhá. À đây, vô chấm hỏi đây, vô chấm hỏi đây. Gì giờ? Giờ làm sao rời khỏi khu này, phải hỏi anh Dũng chứ. Hỏi là làm sao rời khỏi khu này với hỏi tao sao tao biết được. À lên lại. Tìm gì đó để cắt xích á. Tìm gì đấy để cắt xích. Mẹ rồi, ở đây là phòng bếp thì chắc chắn là phòng bếp là không có cái gì rồi. Đây là cái cửa ga. Đây là cửa ga đúng không? Hay là phải lên trên rồi. Cái kéo sao chắc còn cái xích được mấy ông nội. Trời ơi là trời. Bức
ảnh gia đình, một bức ảnh dòng họ, có vẻ là gia đình chủ nhà đang cho mình thuê trọ. Ừ, dòng họ Phạm. Chắc là phải lên trên. Đây rồi. Cắt xích trong đây cái gì? Chắc để ngoài đây nè. À đây, biết ngay mà. Cần tìm gì đó để khóa khóa. Tìm cái gì khóa gỗ khóa ta? Từ nhá. Chắc phải vô đây. Chết mẹ, mà trong người giờ còn cái gì để khóa khóa trời. Trong người còn mỗi cái búp bê thôi. Khóa ổ khóa này được không? Tìm cái gì đó khóa ổ khóa. À đây 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 đây. Đây rồi, đây rồi. Cần gì đó để đứng lên cao để lấy cái này. Cái ghế này. Ok. Không dùng được. Từ từ nhé. Có bàn tay đâu đây ta? À đây 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 đây, đây có bàn tay đây. Đi lên. Ui giời ơi, Khoa ơi, thông minh quá Khoa ơi. So beautiful. Giờ ra cắt cái xích. Thông minh quá. Cần tìm gì đó để cắt xích. Đây. Bác gì ơi, giúp cháu với. Bác ơi, bác có nghe thấy cháu không đây? Tôi ơi, nếu nghe mình giờ chết mẹ rồi, mình lạc vào quá mà cái ma trận của mấy ông ơi. Tìm người giúp đỡ. Tôi ơi, thầy ơi, bây giờ bọn đứng ngoài kia, tôi đứng ở đây, tôi gọi ra giờ, tôi gọi cho đường dây nóng giúp đỡ tôi chứ bây giờ ai giúp Khoa Khoa này được. Tự nhiên cô điếc ngang nhờ. Tìm người giúp đỡ. Mà ở trong cái nhà này có mỗi mình tôi, tìm ai trời. Alo. Bác gì ơi, bác có trong đó không đây? Giúp cháu với. Cứu cháu với bác ơi. Tôi mẹ mà kêu. Thằng kia, mì điên à, có biết bây giờ không? 12 giờ. Giúp cháu với, trong nhà thấy như có ma bác ơi. Sao? Mà nói sao? Cháu vừa nhìn nó xong bác ạ. Giờ thì cháu không thể ra khỏi đây được nữa. Mày nói thật chứ? Mày có ba trong nhà nó vẫn bình an. Dạ vâng. Nhưng mà bác ơi. Vậy là trời giúp ta rồi. Vô cơ cười. Nghe này thật danh con. Nếu mày muốn thoát ra khỏi đây thì phải đi kiếm cho ta mấy món đồ này. Chú dùng món gì để con order Shopee? Nói, dùng món gì, nói nhanh. Nhớ đấy, tìm đủ cho ta mấy món đồ này. Ta sẽ giúp mày ra khỏi đây. Ok, Shopee sang xeo. Ê, quay, ông chưa nói tôi là tiền cái gì mà. Quay. Ủa, tìm gì? À đây 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 đây. Gì ta? Chìa khóa. À cái chìa khóa để mở cái nhà đó đúng không? Trời ơi, dưới nhà yêu cầu phải tìm những món đồ trong đây. Nội dung tờ giấy: một ngón tay người, một chiếc găng người, một lọn tóc người. À mà thầy bùa à, ông này là thầy bùa à, sao ông tìm những cái món này để làm gì vậy ta? Ok, ông thích là được. Mà thầy bùa à, sao mà tìm mấy cái món khác vậy? Cái chìa khóa chắc chắn là mở cửa này rồi. Thế là mở cửa trên. Mở cửa cái phòng cạnh mình. Thông minh quá. Anh đọc tờ giấy thần trùng là gì chưa? Có, thần trùng có nghĩa là trùng tan trong một gia đình. Trong một thời gian ngắn, có nhiều người quá mất, người ta gọi là thần trùng, trùng tan, được chưa? Ủa, hồi nãy vô rồi đâu có những cái đèn nó kỳ cục như thế này. À đây rồi, trời cảm ơn nha.
Ga không sợ lắm anh em ạ, không sợ lắm. Chắc chắn là lại cái phòng chắc chắn là lại cái phòng cũ của tôi để mà mở rồi anh em ạ. Đây đây đây, cái phòng trong đây, cái phòng trong đây. Lạ thật, cánh cửa này tự nhiên bị khóa. Ấy thì bây giờ mới dùng chìa khóa này ông nội. Không dùng được chìa khóa luôn. Thế dùng được chìa khóa cửa này không? Từ từ, cửa này thì sao? Rồi giờ không có đèn thì vô kiểu gì? Chắc chắn là mình phải đi tìm đèn, đúng không? Cửa này thì sao? À, chỉ mở được một cửa thôi á. Dạ xua. Đèn đâu nhờ? Đèn đâu? Đèn đâu? Vô luôn. À, công tắc đây. Chắc vô đây cúng. Văn bản đồng ý quyền thừa kế. Chúng tôi đại diện cho dòng tộc họ Phạm đồng ý để lại cho anh Phạm Anh Khoa, cháu trai đời thứ 7 của gia tộc, thừa kế căn nhà số 4 ngõ ngách 41 xẹt 3 Trần Duy Hưng của ông Phạm Vũ. Vì cả gia đình ông Phạm Vũ không may qua đời, không để lại di chúc, nên anh Phạm Vũ, Phạm Vĩ gọi ông Vũ là bác ruột, hưởng thừa kế căn nhà trên là hoàn toàn chính đáng. Và xô chắc chắn như thế rồi. Anh Phạm Vĩ có nghĩa vụ thờ cúng, đứng ra tổ chức dỗ chạp cho gia đình ông Phạm Vũ, tuyệt đối không được bán cho người khác nếu chưa có sự đồng ý của dòng tộc. Hà Nội, ngày 29 tháng 12 2019, trưởng họ Phạm Quang Dũng. Bên dưới có dòng viết tay có vẻ là của chủ nhà này: các ông lừa tôi, nhà này có ma nên mới để lại cho tôi chứ quý quá gì. Đúng. Sợ thế nhờ. Gì? Này là gì đây? Hóa đơn. Một tờ hóa đơn bán hàng ông Phạm Vĩ đặt mua một số lượng khá lớn. Thẻ hương 55 thẻ. Tiền vàng 180 lễ. Quần áo 55 bộ. Ngựa giấy 22. Cổ cúng chay 11 mâm. Tổng hóa đơn 21.502.000. Bên dưới dòng chữ viết tay của chủ nhà với nội dung: lần nào cũng tốn từng này tiền lễ mà có đuổi được ma đâu. 108 lễ. Nhầm 108 lễ. Thế thì phải nhờ một ông thầy bên Mỹ Đình. Ông thầy đó tên là thầy Olip. Ông qua ông giải cho. Vẫn còn tiếp à. Gia tộc họ Phạm tộc, gia phả Phạm tộc. Một bản gia phả toàn bộ gia tộc họ Phạm tính đến đời thứ 7. Trong gia phả này, Phạm Anh Vĩ là em họ của Phạm Mai Linh, con gái ông Phạm Vũ và bà Thị Dung. Ông Phạm Vũ là chủ đời trước của căn nhà này. À, thì ra là vậy. À, vẫn đọc tiếp à. Túi đựng phim X quang, một túi giấy đựng kết quả chụp X quang, 4 bàn tay của ông Phạm Vũ 49 tuổi rồi. 49 50 giờ là cái tuổi này nặng thật. Có một dòng ghi chú nhỏ với nội dung gia đình muốn ướp Florentino, ô lộn, forma de hige là ướp xác à. Ê trời ơi. Thiệp sinh nhật, một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật từ người bố với nội dung: chúc mừng sinh nhật con gái. Dù con bao nhiêu tuổi, với bố mẹ mãi mãi vẫn là một cô bé đáng yêu nhất. Năm nay mẹ đi công tác xa nên chỉ có bố con mình ở nhà. Bù lại, bố đã làm cho con một trò chơi rất hay có tên là Tháp Hà Nội từ máy gỗ cũ. Con thử chơi xem nhé. Con thử chơi xem nhé. Sao xem nhé? Sao nhé? Mục tiêu của trò chơi là đưa hết số đĩa trên cột đầu tiên sang cột cuối cùng theo thứ tự đĩa nhỏ ở trên, đĩa to ở dưới, và đĩa to không được đặt trên đĩa nhỏ. À, mà nó lên từ từ đúng không? Ok bro. Đọc về tờ giấy đi.
Mục tiêu của trò chơi là đưa hết số đĩa trên cột đầu tiên sang cột cuối cùng theo thứ tự dĩa nhỏ ở trên, đĩa to ở dưới và đĩa to không được đặt trên đĩa nhỏ. Cộng 2 tiếng. Căng à. Cái này hứa với Abo là tới mai. Không căng tí nào. Rồi, Khoa hiểu cơ chế. Khoa đã hiểu cơ chế. Là bây giờ mình ship lên nhưng mà không có chồng như vậy được. Thì bây giờ như thế này. Tại sao lại để như thế này được nhờ? Một giờ trưa mai ham mặt cười. Số biến thì buồn hết đi. Từ từ nhá. Không được để vào đây. To không được ở trên nhỏ, đúng. Thế làm sao mình chuyển qua đây nhỉ? Thì rồi nhá. Đọc lại cái cơ chế mà lắp ông thần. Đấy. Xong rồi đó. Mục tiêu của trò chơi là đưa hết số đĩa trên cột đầu tiên sang cột cuối theo thứ tự dĩa nhỏ ở trên, đĩa to ở dưới và đĩa to không được đặt trên đĩa nhỏ. Ok. Hay lâu nha anh em. Trời ơi, game ma thì chơi ma luôn đi, game ma chơi chứ tệ nữa chứ. Một sang hai. Đã nói to ca đờ si để trên nhỏ rồi mà. Chuyện nhỏ với Khoa luôn. Nhìn ông chơi mà y chúng tôi thấy ứa gan. Chưa được nè, cái này đoạn này chưa được nè. Cái đoạn này nó cấn nè. Rồi, hiểu. Xem mà nó tức à anh. Xong. Mẹ, mày so easy man. Ta đang làm đúng á, cố lên. Từ nhá, nó đúng cái đoạn này rồi nè, Nhưng mà bây giờ làm sao lấy cái số 2 này nó qua đâu ta? Hình như là tôi bị lỗi hay sao ấy, thề. Ủa? Hình như anh Dũng kiểu anh kia thấy tôi giải tức quá, anh cho bấm G luôn hay sao nha. Một chiếc khóa rơi ra từ hộp đồ chơi, có lẽ nó sẽ mở được nhà trong căn nhà này. Nhà. Mau phát. Khoa chưa khùng nữa là cái giải này nó khùng rồi. Cái này nó cũng khùng cái Khoa luôn rồi anh em ơi. Không sao, cái này là bung đúng không? Nếu mà cái này mà bung như thế này thì tôi phải bả anh Dũng nhé.
mẹ rồi. Sao nãy vào được mà tự nhiên giờ nó không dùng được, không dùng chìa khóa được ta. Nó cho mở luôn. Má, tôi tức thằng Khoa này quá, tôi tức thằng Khoa này quá. Từ từ nhá. À đây đây. Khung chân phật. AI giải lâu quá, AI nó tự giải. Ok ok. Dán vào đây à, dán. Không dùng được. Thế là mày lấy cái phật, mình khung chân phật này mày gì? Dán vào đâu ta? À đây 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 đây. Treo vô, treo vô. Nhà này ghê lắm, nhà này nhiều vong lắm. Thì treo nè. Băm. Sao mình cần thứ gì đó để soi gương á? Lấy đèn pin à? Bà ơi, đèn pin ở đâu nhờ? À, lấy quẹt lửa ra soi á. Lấy quẹt ra soi á. Bà ơi. Bà ơi. Kê kỳ không vậy? Bây giờ chắc là tôi về cái phòng của tôi đúng không? Nói gì kỳ vậy đấy? À, phòng này mở lại em ơi. Ông là sao không biết? Sao lại cho con bé yêu cái thằng đó? Ông lên như thế, con bé nó lớn rồi, nó bước quyết định cuộc đời nó chứ. Quyết thì quyết. Ông có biết cái thằng đó là cái loại nghèo kiết xác không? Tôi đã chặn sẵn đối tượng mai mối cho con bé rồi. Trẻ giàu với nghèo cái gì, tươi buổi nào cho ba con tức tử cố hủng. Việc chi tiêu trong cái nhà này bao nhiêu năm nay tôi lo hết thì ông biết gì. Đồ bất tài như ông, đừng có mà làm hỏng tương lai cho bé. Ba đừng không có lòng tôi. À, ông giận đánh tôi à? Đồ vô tư, rồi ông cũng phải hối hận. À, làm cản gia đình này, hai vợ chồng cãi nhau và không cho. Cảm ơn Ken Z nha. Là không cho. Ôi, cô ơi, bây giờ phải cần mở điện lại, phải cần mở điện lại. À đây 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 đây, trong đây. Cái gì đây? Đừng nói là ông này uống thuốc độc chết nha. Tìm cách mở chiếc lọ màu đen. Nắp lọ niêm phong kín có lẽ là một dụng cụ mới có thể mở nó ra. Tìm cách mở cái lọ màu đen. Trời ơi, sao không có quả này ông Dũng không cho cầm trên tay. Xong rồi mình nằm đem vô đất mở ra. Xong. Easy money. Ây dày ơi. Đúng không? Cho cầm trên tay cái ném vô đất vỡ. Ây. Quá là dễ dàng luôn. Nó mà không nằm trong phòng trong đây thì nó nằm trong phòng ở đâu? À, mình có một cái chìa khóa, chắc là mở cái chìa khóa cái phòng này. Không được à? Cái phòng này sao? Không dùng được nhờ. Hay là cái chìa khóa này lại mở cái chìa khóa phòng của mình ta? Tôi nghĩ là mở chìa khóa phòng của mình đấy.
hoặc là mở phòng này, chỉ có mở nhà bên đây thôi. Đúng rồi. Where are you? Công tắc đèn ở đâu vậy ta? Công tắc đèn ở đâu vậy? Ai đó thấy công tắc đèn ở đâu không? Công tắc đèn. Muốn phá đảo cho nhanh anh ơi. Công tắc đèn ở đâu vậy? Que. À đây là con gái bả hả? Dùng bùa mở nó ra hay là mở cái két sắt này ta? À đây đây đây, chìa khóa. Chìa khóa cũ, một chìa khóa cũ. Cái này ngoài đầu có lẽ rất lâu chưa sử dụng. Nha. Một cái chìa khóa này để mở cái này à? Không. Chìa khóa này mở cái này. Thế là chìa khóa này đi ra một cái căn phòng khác nữa rồi. Cái đồ mà mở cái lọ là đéo nằm ở đây. Đây. Thủ này, ở đây đây. Mơ ngắm. Lại một chìa khóa nữa. Mày mà nổi da gà thấy chưa? Tò he hình dạng người nào đó chắc chắn bộ tò he này có tác dụng gì đó. Đúng rồi, nhặt đi. Tìm cách mở chiếc lọ màu đen. Trong đây đó chắc là không có rồi. Nhưng mà nãy tôi nhặt được một cái chìa khóa nữa thì cứ cứ check đi. Cứ mở, không được. Đấy, chỗ nào không được thì thôi mình bỏ. Chào phát lửa đi. Mày vừa đi là cỡ cùng mượt mở cửa trên là sao nhờ? Đây 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 đây. Chào lần thứ ba. Rồi rồi, đang tập trung, đang tập trung. Mở được một thứ gì đó, ok. À, cái gì đây? Hai ngón tay đây ơi. Ngón tay, nhặt được ngón tay rồi, từ từ nha, để tôi xem lại coi. Ông đó là ông kêu tôi nhặt ngón tay với lại gì vậy ta? Một ngón tay người có rồi, bây giờ còn thiếu găng với tóc. Còn thiếu găng với tóc thôi. Tìm cách gửi di vật vừa lấy được. Mày eo vái. Thật không gửi được không? Chứ bây giờ ông nhờ xong ông tự gửi đi. Bây giờ lấy cho gửi giùm nữa. Rồi xong rồi công an vô kịp lúc rồi. Tại sao ông cầm ngón tay rồi giải thích như thế nào? Này có chúa giải thích thôi. Tôi chịu, tôi giải thích không được rồi đó. Gửi ngón tay. À đúng không em bú luôn. Sao gửi ngón tay đây không được ta? Hay là lên tìm cách gửi cái di vật vừa rồi. Ở đây người ta bảo là à mình phải đi tìm nước kìa. Mình phải đi tìm nước đúng không? Hoặc là dưới đây không được thì lên đây. Ba cái nhà vệ sinh lận. Nhà vệ sinh này được không? Ở đây rồi. Không sợ lắm nha. Chương 4 rồi. Gần phá đảo rồi tụi mày ơi. Má tôi phục của bản thân tôi thiệt. Rồi mình lấy được ngón tay rồi đúng không? À ác mộng thôi. Ác mộng thôi. Chuyện này là sao nhờ? Thật thật giả giả. Giả giả thật thật. Nhạc. Đưa ngón tay cho ông già. Ok, là cái ông hồi nãy. Ủa sao không làm hết luôn đi rồi mình đưa cho ông thể nha. Sao mình không làm hết luôn rồi mình đưa một thể ta. Đây đúng không? Đưa ngón tay cho ông nè.
Ông già ơi, nối tay nè. Bác ơi, cháu tìm được một ngón tay người rồi ạ. Đâu, đưa tao xem nào. Đưa đi. Tốt, tốt lắm nhóc. Bây giờ cầm lấy thứ này và tiếp tục công việc của mày đi. Ông lão ngoài ngõ đưa thêm một chìa khóa à. Bình thường giờ chưa đến lúc sợ đó. Tôi nãy giờ là tôi giả bộ sợ để ngày mai làm clip cho nó bùng lỗ thôi, chưa có thấy gì sợ cả. Mà tôi thấy anh em canh giác là lần này cũng ok phết, dám xem tôi chơi. Cái gan của anh em là cũng lên rồi đấy. Còn một cái phòng chưa mở được là phòng trên đây. Là phòng này là chưa mở được. Mà cái phòng này yểm bùa nữa thì mà phòng này thì chúa luôn, chúa của các loại chúa luôn, quỷ của các loại quỷ luôn. Phòng này không được. Tầng 3 tầng này. Đây. À không, cái gì đây? Xà beng lấy luôn. Xà beng cái nãy cái cửa này à. Không được. Thế là cái phòng này là dùng chìa khóa này. Không được luôn. Cái xà beng để cậy cửa dưới phòng ngủ tôi à. Thử lại cái coi, chắc hết có mấy phòng mà. Thế không phải đây rồi. Ừ, ra toilet coi. Hay là xà beng dùng để móc cức lên ta. Rồi theo cái dấu cức đó mình xét nghiệm rồi mình tìm hiểu lý do tại sao gia đình này chết. Đéo móc được. Đây cũng có cái tai, đúng không? Ở đây có cái tai nhưng mà không được. Tôi nghĩ hay là đây, chìa khóa dành cho phòng này. Đúng mày à, mày rồi. Một quẹt đâu? Bà Ben để làm cái gì nhờ? À đây là cái tiệm mai của bà. Mày sợ thế nhờ? Từ từ nhé. À là cái phòng trong đây là. Bây giờ mình phải đi tìm cái linh kiện gì nữa ta. Giấy đề nghị vay vốn ngân hàng, người đứng tên Bùi Thị Thu Dung với số vốn 100 triệu đồng. Quê ngày xưa 100 triệu là đắt lắm nhá, nhiều tiền lắm ấy. Tuy nhiên giấy đã bị ngân hàng từ chối cho vay. Ừ thì liên quan gì tới cái chết. Sổ kinh doanh, một tờ tổng kết hành trình kinh doanh tháng 7 1994, cửa hàng áo Vũ Dung, kết quả lỗ vãi. Có vẻ đây là một cửa hàng của gia đình chủ cũ ngôi nhà này, đúng. Kinh doanh mình phải tìm hiểu chứ, kinh doanh mà không tìm hiểu thì lỗ vãi. Mà đúng rồi. Đóng cửa coi như là mình lên trên nè.
Bây giờ mình phải tìm một cái gì đấy. Bây giờ mình trở về cái căn phòng. Mấy con tò he đó cô đem giấu hết đi rồi. Chỉ tại cái thằng nhà quê đó bày trò ra cho con bé. Thôi chăm sự cô nhờ cháu đấy nhé. Cô kiên tâm, cô cứ cố gắng cho em nó uống thứ thuốc trong lọ này. Tình trạng trầm cảm sẽ nhanh thôi. Nó không uống, cô ép nó uống. À này, có điều những loại thuốc này chưa được hợp pháp cho lắm. Cô nhớ giữ kín chuyện này nhé. Cô biết rồi. À này, còn cái khoản tiền mà cô muốn vay bố cháu ấy. Cháu sẽ về tác động với bố cháu, chắc sẽ ổn thôi cô ạ. Dù gì hai gia đình rồi cũng trở thành thông gia thôi mà. Cháu nó phải lắm. Còn còn thằng sinh viên nghèo kia ấy, cô sẽ có cách giải quyết để con Linh phải quên nó đi. À, thuốc à, thuốc này thuốc gì đây? Lọ thuốc nhãn mát. Lọ thuốc không có nhãn mát. Bên trong có rất nhiều viên nén khác nhau, không có bất khả thi, cứ hướng dẫn sử dụng. Ôi, đơn thuốc viết tay, thuốc trắng 2 lần sau bữa ăn, thuốc xanh 1 lần sau ngủ dậy, thuốc vàng 2 lần sau bữa ăn. Bác nhớ đút thuốc em nó uống thuốc đầy đủ, nếu đau thì bù thuốc giảm đau hạ sốt. Tại sao uống thuốc này vào lại đau nhờ? Ừ, có cái gì trong đây không ta? Thế tối qua vừa xem anh chơi đêm cách mở tủ lạnh này xong mặt cười. Lấy cái kìm à. Bây giờ lấy cái kìm này nhổ găng luôn á. À, bạo lực quá. Lấy cái gì nhổ găng, lấy cái kìm này nhổ găng luôn á. À, vỡ. Từ từ. Không có lấy cái này nhổ găng được. Ác quá. À đây, cái kéo. Lấy cái kéo cắt cái găng á. Cái này là cái gì ta? Chấm hỏi. Tìm dụng cụ bẻ răng. Trời ơi, mày ăn 2 tiếng nữa rồi. Xếp hình. Ôi ôi. Mẹ. Cái đầu lên trên đúng không? Cái máy lên trên luôn cơ. Ok, đúng vị trí cái máy. Quá đỉnh bồ. So beautiful hết đi. Mày má nhân tài của đất nước á. Bây giờ tao nói má mày không học. Cái tay này làm sao đua xuống đây được trời. Má mày, phải gọi mày sư phụ. 10 điểm, xuất sắc, về chỗ. Ôi giời, tuyệt vời. Con mẹ mày. Ngồi nó cũng ga gì đấy. Giờ làm sao tao đưa cái mặt được qua bên kia ta. Tay. Quá đỉnh. Xúc xắc 10 điểm. Đỉnh thiệt chứ bộ. Là cái đầu này hơi lệch. Mình kéo cái đầu này xuống. Ây dài dài. Á tuyệt vời. Nó vào vớm mình. Rồi lú. Rồi về lú à. Rồi lú. Rồi. Xong. Bây giờ mình ghép được cái đài. Cái vai nó phải qua bên đây. Trời ơi. Má mày đỉnh. Từ từ nha. Gần được rồi bố. Bây giờ mày đưa cái đúng rồi. Lên trên.
từ cái này mà mình phải chinh phục bản thân mình mà. Người ta khôn mà sao mình ngu được. Kéo góc trên xuống đi á. Đây nè, nó đúng rồi nè. Cái hoa sen này nó nằm bên đây. Từ bây giờ con cho cái hoa sen nó nằm bên đây trước nghe chú. Rồi ok. Mẹ ơi, ba ơi, con thành công rồi. Mày, mày xô bước cái phùn. Được chưa? Ơ kìa. Mấy gì quá. Mày cảm giác tự hào về bản thân mà. Thấy tự hào về bản thân ghê ta. Chẳng qua má mà lười suy nghĩ thôi chứ. Suy nghĩ xíu nó cũng ra hết đi mừ. Chùm xếp hình rồi. Mới giờ tao là chùm xếp hình. Mở khóa nè. Ta dùng CT nền nền Abo làm tester cho dev game thì hợp lý mặt cười. Em thôi đang test game cho anh Dũng. Thầy Dũng đúng không? Hết sợ luôn rồi. À, để cái thêm con tòa. À. Dậy đi anh em, anh vô combat terror mặt cười. Dậy. Anh em ơi, dậy đi, khoa combat rồi. À. Sợ luôn. Bà mẹ đó. Đây rồi. Tiếp tục chương mới. Bây giờ là mình đi lên nhà đúng không? Mới à? Học quẹt đâu? Chết mẹ rồi, học quẹt bú rồi. Ai công tắc. À vô cắt cái răng hàng này trước đã tính tiếp. Mấy à, mày đưa cái răng đây. Răng mày đâu? Răng cái giống đùi này. Trời ơi, răng này bị sâu một lỗ thuốc quát đấy chứ, ẩu thiệt. Rồi bây giờ xuống đưa cái găng cho ổng đúng không? Chỉ rồi bây giờ chứ còn cái tóc nữa là ta phá đảo. Yes sir. Ông già lấy găng nè. Găng bác ơi, cháu tìm được thêm chiếc răng rồi ạ. Tốt lắm. Tiếp tục tìm được này đi. Còn một thứ nữa là cũng cần đó. À, lần này không cho giữ kiện gì hết trơn hả? Ốc. Tông. Còn một phòng chưa mở mà tôi đéo còn chìa khóa thì làm sao được vào cái phòng đó được bây giờ ta. Còn đúng rồi, còn một phòng ở trên tầng 3 mà tôi chưa mở, nhưng mà chương 5 hồn quá, chương cuối rồi. Cái phòng ở trên tầng 3 mẹ mà trên đây là không có cái gì hết. Bây giờ mình trở về cái phòng của mình được chưa ta? Hoặc là cái phòng này. Phòng này mở đèn lên coi. Mà cái hộp quẹt của tôi cũng mất tiêu luôn nhá. Thế thì về phòng của mình coi. Alo. Mai quánh em 19 nha. Bao lô? Dạ. 1000 điểm đi thương sư. Tự nhiên nay thấy bướm quá trời. Làm cũng lưu cái gì. Đây rồi, về đây rồi. Bây giờ nhắc điện thoại lên gọi à. Không, nhắc điện thoại lên thì vô lý quá. Nhắc điện thoại lên thì vô lý quá mới đi. Từ từ.
Alo, có nghe thấy tao nói gì không? Alo, thế anh đấy à? Alo, ô, tao không nghe thấy gì cả. Đó, ok, tao có phát xong cho mày, khi người ta mới cứu được nhé. Ái liền thật. Một tài liệu, ngoài ba người trong gia đình này chết, đêm đó có một thanh niên được phát hiện treo cổ cùng cô con gái trong phòng. Theo điều tra, thanh niên này là người yêu của cô con gái. Và đêm xảy ra án mạng, đã trèo lên tầng 2 vào nhà. Hình như cả hai đã viết thư cho nhau hẹn ngày cùng tự vẫn. Gia đình đã nhờ vả cách báo chí để không đưa tin. Ok, hiểu. Hết sợ luôn rồi. Cút đi má. Mày có cảm thấy nó quen lắm. Lấy vàng đúng không? Vàng đâu rồi? Đây rồi, đây rồi. Lời dặn của thầy cúng, nhà này bị thần trùng ám nên mới chết cả nhà. Nếu không ngăn chặn sẽ còn nhiều người trong phải chết. Chính đứa con gái vì hận cha mẹ khai tên hai người vô thần trùng, dẫn đến việc họ bị thần trùng lấy mạng. Trong đám tang, ghi quan tài đứa con gái phải đặt nghiêng trong phòng kính, chiều quan tài không được quay ra cửa. Sau đám tang phải đưa đi thiêu xác đứa con gái, sau đó thầy sẽ làm lễ nhốt linh hồn mãi mãi để không cho nó tiếp tục khiến nhiều người phải chết. Tro này sẽ được cất giữ lại một nơi bí ẩn trong nhà này, Hà Nội, 12 tháng 10 1994. Xong rồi hả? Tóc đâu? Tóc đâu? À đây à, cảm ơn. Em Mai Linh, mời em lên đây. Thầy nghe nói rằng gia đình em có sự tác động dẫn tới việc bạn Long bị buộc phải thôi học. Em có biết Long là sinh viên ưu tú của trường ta không? Chỉ vì cái chuyện riêng tư của em mà làm ảnh hưởng tới tương lai của cả một con người đấy. Em về nói chuyện lại ngay với gia đình nhé. Con không muốn như vậy đâu thầy ơi. Là do ba mẹ con khó quá, con đâu có muốn như vậy đâu. Ông nhắm ông ngồi được cái chức đó ngồi nha. Chuyện gia đình của tôi ông lo bao đồng. Sao khóc vậy Linh? Chắc chắn là đồ ở đây còn. Hả? Sao Linh khóc vậy? Từ từ. Giờ đi đâu thôi? À đây 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 đây, đây.
viết thư cho bạn ấy đúng không? Có thật thằng Long tự nhiên dính mình đến đi biết điều gì chuyện gì mà. Thôi, các cậu đừng nói nữa. Thì ra là vậy. Bây giờ xuống đưa tóc là xong đúng không? À, má phá đảo game này mình luôn, quá đỉnh. Ví dụ sắp tới mà anh Độ mà chơi nhé, anh Độ phải chơi với cả anh em Discord, nguyên một Discord luôn, uy tín. 30 điểm. Má pha gọi là đỉnh của chớp luôn. À, khoa phá đảo cùng với lại anh em trên chat. Ok. Ok, man. Hình như chưa, tôi thấy còn nhiều đồ lắm. Chưa đâu. Chưa đâu. Sao rồi? Bác ơi, cháu tìm được lọn tóc rồi ạ. Đâu, đưa tao xem nào. Tạm biệt đây. Ừ, nó. Cuối cùng thì ta đã có một tinh thần. Giờ thì mày quét nhà đi. Chờ tao một lúc. Xong việc ta sẽ gọi mày. Đưa sót phải chạy nha A Dai. Cái gì đấy em? Phá đảo dễ vậy? Về đâu? Về đâu? Về đây rồi. Làm gì nữa? Em về đâu? Why? Tại sao? Tại sao anh tôi đi một mình được mà tôi đi một mình không được? Why? 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 Quay lại phòng của ông già. Ủa? À, ông này má, nhiều khi ông chơi đồ xong ông vẽ lên câu chuyện vớ vẩn. Xong ông kêu tôi đi tìm. Bà mẹ, chơi đồ gì ngon dữ. Ông gẫm đi ghê luôn á. Mà quay lại phòng của ông đâu ông già? Ông già ơi. Ok. Ông già đâu? Đọc quyển sách cũ nát nhiều trang bị xé đi. Một quyển sách cũ nát nhiều trang bị xé đi. Cúng gọi hồn, trời ơi. Nghỉ luôn được không? Thôi có gì anh em mà mai gặp lại. Giờ 11 giờ rồi. Má mà vô cảnh gọi hồn nó chắc chết tao. Tới cục cức. Mấy nãy vậy nghỉ luôn. Má. Thôi lỡ rồi anh em ơi. Làm cúng gọi hồn. Hằng ngày đúng giờ tí phải thực hiện lễ cúng. Với các lễ vật bên dưới. Một cái thủ lợn, một cái tiết lợn, một cái dĩa xôi trắng, một ly rượu nếp. Khi cúng cần thành tâm gọi đủ 100 lần tên họ của người muốn gọi hồn. Tuy nhiên việc gọi hồn có thành thuộc vào căn của người gọi sống khu vực gọi hồn. Nếu sống khu vực gọi hồn phù hợp sẽ khiến hồn ma tức giận gây nguy hiểm cho người đó. Nếu gọi hồn thành công không những có thể thấy hồn ma mà còn có thể lấy được những đồ vật mà họ nắm giữ khi qua đời. Rồi. Rồi giờ gọi kiểu gì? Chìa khóa. Trời ơi. Quá. Trang 65 54. Tuy nhiên có cách để kẻ phạm tội tày trời như vậy thoát xuống âm ti địa ngục. Còn cái này bỏ vô đi. À cái này là chỉ bùa chú thôi. Bây giờ là qua cái phòng mai. Hay là mở gì luôn rồi ơi. Game easy vậy giờ. Về thôi. Phá đảo rồi. Ok.
lấy chìa khóa thử mình về chứ. Bắt đầu rồi nhá, đọc cái này trước, trang 54, trang 563, trang 54 đi. Tuy nhiên vẫn có cách để những kẻ phạm tày trời như vậy thoát cảnh xuống âm ti địa ngục. Đây là phương thức bí truyền từng được một số kẻ áp dụng thành công hay không thì không thể biết, nhưng xét theo sự khủng khiếp của mình hoặc dưới địa ngục thì họ vẫn mạo hiểm thực hiện. Đầu tiên, kẻ gây tội cần lấy được những vật thuộc về thân thể của người mà mình từng làm hại, thường là tóc, răng hoặc ngón tay. À, ông này là ông hại à? Thứ gì? Sao ông nhẽ được câu chuyện? Nếu không có lời của họ qua đời thì cần thực nghi lễ gọi hồn cổ xưa. Hiện nghi thức này đã thất truyền từ lâu, không biết phải làm thế nào để thực hiện. Sau khi lấy về được những vật trên, rồi hồi sắc bột thạch tím sa nhân chu sa ngu hoàng hổ phách đông trùng sắc xong uống ngay khi còn nóng. Sau khi uống lập tức chui vào chỗ nào tối tăm không có ánh sáng, ví dụ góc nhà thùng lớn, để phương thuốc trên ngấm dần vào cơ thể, thanh lọc những tội lỗi mà kẻ đó từng thực hiện. Nhưng nếu tội lỗi hoặc nghiệp chướng quá lớn, trong lòng kẻ đó lại chưa thực sự hối cải, rất có thể một đoạn bị gạch xóa. Tiếp chân này coi. Sau khi chết chỉ có thể xác bị hủy hoại, còn linh hồn thì vẫn tồn tại, vì theo công tội khi còn sống mà linh hồn ấy được lên trời hoặc xuống cõi niết bàn đầu thai làm người hoặc súc vật. Sống tốt thì làm streamer hoặc bị đầy đọa xuống địa ngục. Địa ngục được coi là nơi giam giữ trừng phạt các linh hồn tội lỗi. Trong thập bát nê lê kinh, địa ngục được chia thành 18 tầng. Tiếp theo thời gian ngắn ngủi chịu tội và đẳng cấp nặng nhẹ của tội hành. Nếu lấy thời gian thọ mệnh địa ngục so sánh với thời gian ở dương gian thì một ngày địa ngục bằng là 1750 năm tại trần thế, nhẹ nhất cũng phải đến 1.000.000 năm, tức là 13.500.000.000 năm mới hết thọ, thoát khỏi địa ngục chuyển sang ngục khác. Trong số kẻ bị lưu đày xuống ngục đây, đáng sợ nhất là kẻ khi sống nói dối, lừa gạt người khác, khiến người ta, gia đình người khác ly tán hoặc mất mạng. Những kẻ này sẽ bạc thiên, bạc thiện, thiệt, thiệt địa ngục. Tiểu quỷ sẽ bạch mồm và dùng kềm thép gấp, lấy lưỡi rút ra. Người ơi! Sau đó tới thiệt thụ địa ngục để bị treo lên tầng thân cây có hàng ngàn vạn gai chắc như lưỡi dao. Chưa hết, cuối cùng còn bị đưa tới chung lung địa ngục, bị nhốt vào lòng mà chân. Không chỉ như vậy, sau khi chân xong còn phải để gió lạnh thổi qua người. Ui, thật là tàn nhẫn, thô lì xích. Ừ, nói chung là vậy đó. Bây giờ tôi mở cái phòng này, nói chung là anh em mình nên làm việc thiện, sống sống là phải làm việc có ích cho xã hội nha anh em. Còn sao nữa? Cái này đọc tới bao giờ mấy ông? Cái này cứ từ từ đọc đã. Này là thuốc. Sáu 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 à? Quỷ dữ, quỷ dữ sáu sáu sáu. Cay tới giờ. Gì vậy? Ê, hey, đừng nói ông già hồi nãy. Nếu mà theo như ông già tôi đọc nãy giờ là ông già này là giết người, đúng không? Ê, hey, là đúng rồi, là đúng rồi. Trời ơi, bố ơi, chú ơi.
già này, ông chơi tôi. Trời ơi, ông già ông chơi tôi anh em ơi. Tôi mà có cây búa tôi bẻ răng ông trước. Chết mẹ, bị nhốt trong đây luôn à mấy ông. Bị nhốt trong đây luôn à. Ui, ui. Bad ending. Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, một nam thanh niên được phát hiện đã chết một cách bí ẩn trong ngôi nhà trọ nằm trên đường Trần Duy Hưng. Theo thông tin điều tra ban đầu, nạn nhân chết vì lên cơn đau tim đột ngột. Đáng chú ý hơn, đó là cách đây gần 20 năm, tại đây cũng đã xảy ra vụ án tương tự với nhiều nạn nhân khác. Cho tới nay cơ quan điều tra vẫn chưa đưa ra được bất kỳ lời giải thích nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị về vụ án bí ẩn tại ngôi nhà này trong các bản tin tiếp theo. Vậy là ông này ông giết người. Ông giết người xong là cái nhà này bị ma ám. Không siêu thoát được, không ông nhờ tôi lấy mấy đấy để ông gọi là ông rửa tội. Thế là tôi phải chạy. Thế là tôi phải chạy anh em ạ. Thử ông thử em mấy cái, thử em cái kết luận đó. Ủa bây giờ mình lên trên mà đặt tòa he á. Mày thôi. Hôm nay là ông đưa thuốc cho mẹ của con Linh đấy. Thôi. Trời ơi. Má. Bây giờ mày lên mà đặt nữa chắc tao chết. Sao nãy cái đứng trong đó gọi mẹ mày đi. Alo. Alo. Có nghe thấy tao nói gì không? Alo. Thế anh đấy à? Alo. Ô. Có không nghe thấy gì cả. Đây là game có còn nhiều lỗi nhưng mà chơi tí tí tôi cho review sao. Có cái tờ giấy nó ra. Quá gầm. Ok, so beautiful. Rồi đưa đây luôn đi má. Nam mô A Di Đà Phật. Tháng mà đi bác mê hồn. Tôi hết sợ luôn rồi. Đó bây giờ Khoa đậu má Khoa trưởng thành quá hết sợ luôn. So beautiful luôn mấy đi. Mỗi trường có một tò he anh gửi năm con mới hút đi chia anh ơi cô là Autobet. Hay. Cài gốc lắc luôn. Rồi tuyệt vời. Ô. He mày đỉnh. Đỉnh luôn. Ok ha, tuyệt vời luôn. Mày thề số tôi nó đen mấy ông ơi. Cái số của tôi ngoé mà nó làm sao á. Thầy. Rồi, kẹt ending. Xong rồi mấy đứa ơi. Thôi. Có gì à, mấy hôm chốc tới chủ nhật mà rảnh mình vô mình trải nghiệm hết mấy cái phần tiếp theo. Quá mất thời gian.